mỗi chúng ta đều có 86.400 giây trong một ngày và 365 ngày trong một năm. Bạn có đang tận dụng hết thời gian mà mình có không? Thời gian là thứ mà chúng ta không thể mua. Chúng ta không thể lấy lại được khi thời gian đã trôi qua. Bạn có biết những tên trộm thời gian luôn luẩn quẩn quanh ta mỗi ngày là ai không? Có rảnh không? Đây là câu hỏi mà chúng ta hay nhận được. Chỉ một cái gật đầu thôi là bạn đã mất đi một số thời gian đáng kể. Điện thoại, Internet, mặc dù là phương tiện thông tin tuyệt vời, đây là một tên trộm thời gian trá hình nếu bạn mất kiểm soát. Theo số liệu thống kê của We Are Social, trung bình mỗi người Việt Nam dành 6 tiếng 30 phút mỗi ngày để lên mạng, với 1/3 thời gian đó cho mạng xã hội. Không có khả năng nói không. Không từ chối được những lời rủ rê, nhờ vả sẽ lấy đi của bạn rất nhiều thời gian để làm vui lòng người khác, ôm thêm căng thẳng vào mình. Đồ đạc bừa bãi. Để vật dụng bừa bãi, lộn xộn sẽ làm bạn mất thời gian sắp xếp hoặc tìm đồ khi cần. Trì hoãn công việc. Đây là kẻ đánh cắp thời gian lớn nhất. Thay vì tập trung làm việc, bạn luôn tự nhủ để mai làm cũng được. Rồi ngày mai cũng đến và bạn vắt chân lên cổ chạy cũng không kịp. Quả thực, sử dụng thời gian hiệu quả không đơn giản chút nào. Bạn có thể làm gì để quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn? Hãy lập mục tiêu. Nếu không biết mình phải làm gì, bạn sẽ chẳng làm gì cả. Khi xác định được ưu tiên, bạn sẽ phân bổ thời gian hợp lý cho những công việc quan trọng, thay vì lãng phí vào những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Một bản kế hoạch làm việc cụ thể sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát về những việc mình cần làm, lượng thời gian và các nguồn lực cần thiết, cũng như các trở ngại bạn phải vượt qua. Ngoài ra, lập thời gian biểu cho các hoạt động hàng ngày cũng là một thói quen để bạn rèn luyện kỷ luật cho bản thân. Các bước lập thời gian biểu gồm có: Bước 1. Xác định thời gian bạn có. Bước 2. Khoanh các nhiệm vụ cần thiết phải thực hiện. Bước 3. Lập thời gian biểu ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng. Bước 4. Dành ra thời gian dự phòng để xử lý các phát sinh. Bước 5. Khoảng thời gian còn lại sử dụng cho các hoạt động khác mà bạn muốn. Sau đây là một số công cụ quản lý thời gian hiệu quả mà bạn có thể tham khảo và sử dụng. Trì hoãn ham muốn. Hãy cố gắng vượt qua những cám dỗ hàng ngày như ngủ nướng, cày phim, luyện game để tập trung hoàn thành những việc cần làm trước. Thời gian còn lại, bạn có thể thoải mái tận hưởng những thú vui khác của mình. Một công cụ khác là ma trận quản lý thời gian do cố tổng thống thứ 34 của Hoa Kỳ Eisenhower đưa ra. Công cụ này giúp chúng ta xác định được mức độ ưu tiên của từng công việc để sắp xếp và thực hiện chúng. Còn một công cụ rất tiện lợi cho các bạn là ứng dụng quản lý thời gian trên điện thoại. Ứng dụng Eisenhower trên hệ điều hành iOS và My Effectiveness Pro trên hệ điều hành Android. Bạn hãy trải nghiệm và chọn cho mình một công cụ phù hợp để sử dụng nhé! Tiếp theo là một số mẹo quản lý thời gian bạn có thể tham khảo để việc quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn. Quản lý thời gian hiệu quả rất khó, nhưng không phải là không thể. Có người từng nói, có 3 điều trong đời nếu đi qua sẽ không lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Hãy trân trọng và tận dụng thời gian khi còn có thể. Chúc bạn thành công!